giờ lát kê mấy cục gạch trên nhiêu đây nè. Dạ. Ừ. Kê kê lên cái này để đi em dám đi mạnh, em sợ sóng văng lên nó hư hết chứ. Trời ơi, mở nó lên ghế nó luôn kìa mà. Dạ. Tới nay chưa chùi rửa. Đây các bạn, đồ đạc giờ này mà chùi rửa là cũng rất là cực luôn nè. Vất vả. Các bạn, nhà nào mà mới bằng sao thì đỡ đỡ một chút, còn không là vậy nè, nhà anh đây cũng mới mà hồi đó mới chắc cũng cao hả anh, sau này nước ngập là đây các bạn, ngoài hành lang trong nhà hình như cái sân anh cũng tự lên à. Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Ủa Vũ phải không? Rồi hay ta. Dạ, nãy vô thăm nhà con này rồi hả? À, đây là khu vực cầu Công Dân các bạn. À, phường 10 thành phố Mỹ Tho, trống với ông Quân quá ta. Cái đường vô đường nào Vũ? Đi thẳng vô được phải không? Có cầu gì không? À, bây giờ y như biển nước các bạn, giờ không có dám vô nè, đâu có gặp người bạn đồng nghiệp đây. Anh đi có mình nè, mới xong tuôn chạy qua đây đây. Ở đâu? À, bên Bến Tre nè. Dạy xong rồi mới ra đây hả? À. À, quần này được chứng kiến nước ngập dữ dội rồi phải không? À, qua đi nước chưa có nhiều. Ờ đúng rồi, ngày hôm qua không có nước không ha. Đây quá trời luôn các bạn. Không có nghĩ là nước nhiều như thế này. Rồi hiện bây giờ ở đây là tại đây phường 10 hay gì Quân? Ở đây khu phố 2 phường 10 luôn á. Ờ khu phố 2 phường 10 thành phố Mỹ Tho các bạn. Đường huyện 92. À, đường huyện 912 ngay khu vực cầu Công Dân. Đây các bạn có thể là nhìn thấy nhà của các cô chú ở đây ngập như thế này đây. À, các bạn mình đến sớm mà mình đến hơi trễ nha, nên cái phần nào mình ghi hình được thì mình tranh thủ ghi hình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Đó, giờ rào là ngập tới lưới luôn nè. À, phía trong là làm nhà. Mình thấy các anh đang kê đồ lên đây. Hả? À, chào anh, tại em qua cũng mấy lần mà đâu có biết cái chỗ này. Mùa nước nổi nào cũng vậy hả anh? Đây các bạn thấy nè, giờ đồ đạc không anh phải kê gì. Dạ. Rồi ba cái kiển này kỳ này nước mặn hay ngập sao anh? Bây giờ nó hư người ta chịu thôi. Dạ. Như nước không tết thì nước ngọt đỡ, nước giờ nước mặn. Ở đây thấp hơn nữa nè. Đây các bạn. À, anh đang đứng đó là trên nền nhà nha. À, nền nhà mà tới đầu gối nè. À, các bạn thấy là anh là đang sống ở gần khu vực cống Bảo Định mà ở phía bên ngoài. Mở cống là không có ngập. Dạ. Nước nó rút đi được ha. Nó rút đi được. Thì nó về cái đó ở đây 6 mấy năm rồi tôi trồng cái vụ nước này lắm. Dạ. Vậy là mấy năm trước là không có đóng do là nghĩa là nước ngọt nên không có đóng nên ở đây anh không có bị ngập như thế này. Từ khi mà làm cái cống á. Dạ. Mà nó đóng là toàn bộ
nó là mới quốc lộ này một này nó lên in là bãi tất cả tầng. Đúng rồi, em thấy như mới nâng phải không anh? Ừ, rồi nó không có đưa qua bên bển, với cái lượng nước này mà đưa qua bên bển nó thì cũng giảm được khoảng 2 tấc. Dạ. Nghĩa là san sẻ bớt với anh em bên này thì bên này nó sẽ đỡ hơn. Lên ấp 3, ấp B, ấp 3A, cái giải ấp 1 đầu á bây giờ nó làm cái bờ đê. Dạ. Thì nó không có đưa qua bển, chứ hồi đó nó có san sẻ. Dạ. Nên bây giờ bên đây là hứng trọn hết trơn luôn. Hứng trọn ra ra lộ. Em có xuống ngõ Ba Trung Lương không? Đó. Dạ. Đó. Có em hổng rồi em có qua ngõ Ba Trung Lương mà em đâu có tiếp cận gần với hộ các anh chị ở đây như thế này đây. Cái con. Đây các bạn thấy cái bàn của anh để kìa, nó ngập gần tới trên đây nè. Nè. Bởi vậy nếu xuống đây coi nhiêu 5 tấc rưỡi. Ừ. Đây các bạn thấy nè, nhiều khi nói 5 tấc, bữa em nói 5 tấc mấy khán giả nói sao quá. Ừ. Ngập mà em thấy là em đoán là em biết cái độ sâu nó dữ lắm. Em đi vô hồi nãy có mấy đứa nó chỉ đường em mới dám vô, em không dám vô luôn. Sợ gặp mấy bạn đồng nghiệp á. Dạ. Ừ. Đây các bạn, ghế ngập hết nửa cái ghế như thế này nè. Mà cái này hình như nó cũng chưa giật anh, nước giờ cũng đang lên. Đang lên. Dạ. Ừ. Đây phía sau anh cũng cơi mà sao lên nền rồi đó hả? Ừ. Lên một cấp nữa rồi các bạn. Vậy đó. Mà vẫn ngập láng qua luôn nè. Ngập á. Dán ép á. Dạ. Đóng cái băng đêm á. Ồ, dán ép là coi như tiêu luôn anh ơi. Tiêu. Em gặp cảnh dán ép rồi. Đấy. Hả? Thấy không? Dạ. Còn bây giờ nè, để mốt hả? Cái này giờ anh để im chứ anh đụng cái là rã liền. Ừ. Đó. Dạ. Nó lên đó. Đây bạn dán ép giờ nó phồng lên như thế này nè. Đó. Tiêu đó. À, giờ tối nó mà nhảy rồi đi ngồi đây không đưa cẳng lên. Giờ không biết nó má ở chỗ nào, như cái để đây giờ bếp nút giờ ngập hết luôn nha các bạn. Bếp nút đây, khu vực nhà ăn của nhà anh ở đây. Đây nè, đồ ướt ngập, đồ vô ướt mới giặt phơi khô rồi nè. Dạ, cái này mà rớt xuống một cái ướt hết. Đây nè, đây là xương mình thấy đây. Em thấy cái nhà chị thấy hổ đâu chưa? Đó. Trời, nhà trên anh đó hả? Ừ. Đó, rồi, thấy chưa? Rồi các bạn thấy nè. Bước xuống không? Đây. Dạ, tại vì anh cũng đã nâng cái nhà sau lên lúc trước, nghĩa là cũng có ngập rồi anh nâng lên. Anh đã nâng khúc sau lên, em thấy cỡ 3 tấc nè. Bởi vậy đây. Hả? Bây giờ các bạn thấy nè. Nó giờ cái nó làm cái này dán ép vô nước á. Giờ tủ áo nhà anh nè, các bạn thấy giờ đầy nước luôn vậy nè. Ừ. Đồ đạc còn phải gom lên trên. Rồi em hổm nó vô ban đêm bất ngờ cái giải này với giải bên đó tiêu đó. Dạ. Ừ. Vậy là nước đêm cao hơn hả anh? Không phải, bữa đó đóng ban đêm. Dạ. Đây có phòng ngủ nè. Phòng vậy nè. Đó là kê bút cục gạch đó, mà lên tới đó đó. Ở đây các bạn. Đó. Thấy không? Phòng ngủ á. Dạ. Bút cục gạch đó mà còn tối này còn nhiêu đây nữa. Dạ. Ngập luôn. Nó mỏng ướt rồi, đồ ráo rồi. Dạ. Nhưng mà theo em nghĩ ở đây là anh sống cũng là lâu, ở đây là lâu rồi phải không? Nhỏ lớn luôn. Dạ. Bởi mấy rành vô nước. Em thấy ở đây là nhà anh là cũng dạng là lâu năm, em nhìn em biết. Ừ, lâu năm rồi. Đấy các bạn, giờ thấy là khu vực phòng thờ của nhà anh nè. Tiêu lắm. Khu vực bàn thờ ông bà giờ là ngập. Đó, lên đó, tiêu lắm. Cũng may là tủ cây các bạn, cái này tủ mà cây tủ dán ép là sập luôn. Ừ, thì em hỏi cái tủ tiền hình dán ép ở dưới này nó cái đóng cặn lại hay gì anh? Trời, em nghe nó trơn trơn nè. Cái dạng phù sa. Dạ. Bây giờ biết sao nó còn hên nè. Có một kỳ đó nó làm như nó có nước đụng nhất nhất nữa. Dạ. Trời ơi, đi ra nó trơn sợ muốn té mình chết luôn. Cái này dọn cũng vất vả dữ lắm nè. Vất vả dữ lắm. Dạ. Tại vì lý do em nhìn nó biết, tại vì phía ở trong này nó thấp hơn. Ừ. Nó thấp hơn, dọn cũng rất là cực nè. Ừ. Dạ. Hay quá. Vất vả chưa? Ủa cái tủ này cây hay dán ép anh? Cây hồi mới thay sau này cái con nó đặt cái tủ này. Dạ. Đó mà bây giờ rửa mấy cái cục gạch này rồi đặng lát nó khô giờ kê cái âm ly lên. Dạ. Để lên tới nữa. Rồi đầu điện tử anh để thấp dễ hả? Ừ. Dạ. Bây giờ lát kê mấy cục gạch nó như đây nè. Dạ. Ừ. Anh kê lên cái này để đi, em dám đi mạnh em sợ sóng văng lên nó hư hết chứ.
Trời ơi, mở nó lên ghế nó luôn kìa mà tới nay chưa chùi rửa. Đây các bạn, đồ đạc giờ này mà chùi rửa là cũng rất là cực luôn nè. Vất vả luôn, nó lên luôn. Tại vì em mùa lần em cũng sống cảnh ở trũng. Nên cái là bị dọn dẹp em sợ dữ lắm. Rồi chưa kể sau khi xong nước rút hang tường của mình nó bị ngấm nước. Rồi nó bị bông sơn gì tùm lum hết ra. Nếu cái cống này mà dời ra cái cầu quay thủy lợi này khi mà làm quốc lộ 50 á, nó dụng đó nó làm cái giữa thành giao thông. Trưng dụng vừa cống là vừa đường giao thông. Mà nó không có thấy là nguyên cái vùng này là vùng trái cây không. Nó đâu có thấy cái đó. Nếu mà làm ở cầu quay đóng ngoài kia luôn. Thì em nghĩ là nguyên cái khu vực của thành phố Mỹ Tho mình sẽ được bảo đảm á, nghĩa là nó không bị ngập do triều cường. Cảm ơn anh nha. Các bạn thấy không? Em sợ vụ này dữ lắm. Nó lên tới cái mặt nó luôn. Đây các bạn. Mặt nó luôn á. Vậy là nay đúng một tháng tái lợi nữa hả anh? Tái lợi. Dạ. Nếu mà bỏ ra có miếng nước. Em thấy cỡ này dám cũng cỡ Tết ha anh. Tết thì em không có vô đây nhưng mà em có đi bên ngoài. Thôi em chào anh nha. Em đi vòng vòng thăm một vài hộ này nữa đi. Đó các bạn thấy là những nhà xung quanh đây luôn chứ không chỉ riêng anh luôn nha các bạn. Không phải riêng ảnh đây. Rất là nhiều nhà sống trong cảnh như thế này. Hồi nãy có người chỉ đường mới dám đi các bạn. Đường này là không dám đi vô nè. Chào chị. Giờ phải leo dỗng ngồi vậy hả chị? Đây các bạn. Trời ơi. Em trai thì cũng phải ngồi đó. Giờ trời đâu đi đâu được. Còn đệ tử cũng ngồi đây luôn vậy hả? Thấy cưng không? Nhà ngập khoảng bao lâu mới rút chị? Tất cả 2 tiếng à hả? Ủa gì trễ vậy hả? Nghĩa là vậy là rút ra cũng rút từ từ ha. Chứ không có nhanh được. Để chào anh chị. Vậy các bạn. Ngập tới ghế đẩu luôn nè. Các bạn thấy là giờ trong nhà cũng như ngoài nhà luôn. Giờ mấy anh chị phải ra ngoài hành lang ngồi vậy nè. Này sao nấu nướng gì đây? Mà mình nghe anh đây là chia sẻ là khoảng tới 7 giờ luôn. Bây giờ là cũng hơn 5 giờ hả anh? 7 giờ lên. Đây các bạn. Bên đây cô làm nhà sao nè mà thấy cũng vẫn bị ngập luôn nè. Nước đây rất là dữ dội. Trời ơi bé có một chiếc thuyền vậy đó hả? Đặc biệt vậy đó hả? Giờ đi học về rồi. Có chiếc xuồng đi khỏe nha. Đây kế bên là nhà văn hóa khu phố 2 của phường 10 thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Nhà văn hóa giờ hình như là bằng sau rồi, phía trước ngập chứ phía trong hình như chưa ngập các bạn.
Đây bạn. Đây, giờ nhà nào cũng vậy nè. Rất ngập này. Ngập nhà luôn hả anh? Ngập láng qua luôn vậy nè. Anh mình đi dắt xe. Này là anh dắt xe anh không dám nổ máy hả? Nổ rồi tắt luôn á hả? Rồi bởi vậy các bạn thấy nước sâu vậy còn gì? Đó, bạn thấy nè, giờ nãy tưởng là ngoài sân không, giờ trong nhà anh cũng ngập linh láng hết trơn, giờ đồ các bạn thấy nè. Giờ ông chủ nhà phải ngồi ở đây chờ nước các bạn, chờ nước rút xuống rồi dọn dẹp tiếp. Ngày nào cũng vậy hả anh, ngày hai quận quá không? Nước sáng rồi nước tối. Em chào anh nha. Giờ mỗi hộ mình ghé một chút xíu để mình ghi hình cho các bạn xem các bạn. Đây là nước tháng 2 nha các bạn, nước đây là nước đầu tháng 2 âm lịch, ngay mùa khô hạn luôn. Nắng nóng dữ dội luôn nhưng mà tại trung lương nước như thế này. Kia đỡ thấy khúc này sâu quá. thôi để hồi em chạy vòng chắc ăn. Trời ơi, cô đi xe đạp kìa. Giờ để ý chiếc xe đạp nha các bạn. Ủa xe đạp có vô đãi gì? Vậy là vậy cô ve lại lấy cái bô hả gì? Mấy ông thợ trận vậy đó hả? Ủa này là xây hay là tấn gạch? Có xây có tấn gạch ở giữa. Đây các bạn, những bức tường giả chiến như thế này. Cao 7-8 tấc như thế này nè. Chuẩn bị xô chậu để họ tác ra nha các bạn. Cái này là
công bộ định 2. Mấy anh thấy làm cống bộ định 1 mà ở đây làm thêm cống nữa để ngăn lại. Đó đây các bạn. Đây là những hộ dân sống ở đường quyền lộ 912. Đây nhà chị vợ gì nè. Dỡ tác hay gì chị? Quét rác ha, chủ yếu là trận rác thôi nha các bạn. Các bạn thấy là giờ nước ở ngoài hành lang sao là trong nhà chị y vậy luôn. Bây giờ anh chị phải cơi lên cái bàn vậy nè, mấy đệ tử cũng đi theo vậy nè. Ủa cái gì vậy? Tắt nước ra, đợi hết hồn quay lại cái gì? Dạ, tưởng đâu cá, có cá lên nữa hả cô? Dạ. Cô vô đải vậy, xe đạp vô dắt đải gì cô? Đi vòng biết nào tới. Ủa xe chạy được nè. Hay quá, cố lên. Cố lên, cố lên. Ô hay quá. Người địa phương nha các bạn. Chứ là mình lạ lạ vô hồi là không có xe về ạ. Mới nhắc mấy anh nó kia dắt luôn rồi. Mới nghe nổ máy được mấy cái. Đây nhà chú. Bữa còn gặp chú hồi đó nước rút rồi. Nay mới thấy là nước lên như thế này. Dạ như đúng rồi, vô rác rồi, giờ mình dọn cực chứ lắm ha chú. Dạ đây, hôm Tết con thấy mấy cây mai ngập nó nước ngọt, giờ nước mặn rồi con không biết sao đây nè. Cái này xong rồi chắc chú lấy nước ngọt chú rửa lại cầu mai, chứ ngập kiểu này là mấy cây mai này bị ảnh hưởng dữ lắm nè. Cô đi xe đạp con không dám vô. Nước như cũng chuẩn bị rồng rồi hả chú? Dạ. Dạ, như hồi hôm là khỏi cái miếng dán này luôn. Dạ. Tối nay nó lên nữa. Dạ. Con thấy có gió này hả chú? Cái này cũng không biết trước được. Dạ, nhiều khi giật xuống cũng có mà nhiều khi hơn cũng có. Dạ. Bởi vậy tháng 2 tháng khô mà lại ngập, thấy cũng lạ hả chú? Mấy anh dắt xe đi trở ra đường cầu Công Dân, các bạn không dám trở lại đây. Chỗ này chắc trũng nhất hả chú? Trũng nhất nên là mọi người không dám đi khúc này nha các bạn. Mấy bạn của mình cũng đang đi tác nghiệp nha các bạn. Mình nghe các anh chị đây chia sẻ là ngoài sợ nước bây giờ còn là sợ rác nha các bạn. Một khi là rác này mà vô trong nhà đi kiếm đi lượm từng miếng rác mà để gom ra ngoài cũng rất là vất vả. Giờ nước mới đầu còn chận, giờ chận hết nổi, giờ chỉ chận rác thôi hả anh? Chận rác đỡ được một phần nữa, mà cái em sợ nhất là cái phù sa nữa. Đây bỏ luôn chủ nhà bỏ đi luôn. Các bạn thấy là mới đầu còn chận ngang về, giờ chận nước cũng rịnh vô. Dạ. Phải bà con là đồng cảm mà cho tiền đổ cát đi. Dạ. Cái nhà cổ quá. Khu này còn thấp quá chừng ha. Mấy xe mấy anh nó chạy tới đó nổ máy được rồi kìa. Em tưởng là ở thành phố khỏe vui ai về, còn cực hơn ở vườn nữa. Ở vườn cũng ngập nhưng mà ngập mới thoát nhanh.
Các bạn nhà nào có điều kiện thì nâng nền lên thì đỡ hơn, nhưng mà đa phần những người dân ở đây cũng sống bằng nghề buôn bán nhỏ, rồi cũng làm thuê làm mướn như anh nãy cũng chia sẻ, nên cũng không có điều kiện để nâng nền được. À, thôi bây giờ mình sẽ di chuyển ra khu vực lộ lớn nha các bạn. Hôm nay là ở đây là tại khu vực cầu Công Dân. Lúc này hơi cạn hơn xíu bạn. Nãy xe mình đậu đầu ngoài này không dám đi đường ngoài. Ngoài chạy vô không được. Gửi xe đi bỏ hả anh? Không dám chạy xe phải không? Em xe em bỏ hồi nãy em không dám chạy về qua. Và bây giờ mình sẽ ra lộ các bạn. Thì có thể là tối rồi nên là mình ghi hình ra ngoài lộ. Thì xong rồi sáng mai có thể là mình sẽ đến một điểm khác. Cũng gần khu vực này để ghi hình cho các bạn xem nha. Bây giờ mình tiếp tục trở lại xóm Đình, phường 10 thành phố Mỹ Tho vào chiều ngày hôm nay nha các bạn. Chiều ngày mùng 3 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Nước này hơn qua hả anh? À, giờ nước đang nhiều hơn không chị? Các bạn, giờ khu vực hai bên đây nè. Đây tới khu vực xóm Đình rồi nha các bạn. Đó, chào các bạn đồng nghiệp nha. Chỗ nào có nước? Đâu cũng có nước hết trơn hả? Đây đình làng ở đây nha các bạn. Đây xóm đình này. Ở trong có ngập nữa không? Dạ trong còn ngập nữa hả? Dạ còn lớn hay gì chị? Dạ em thấy còn chảy vô nè. Dạ em cảm ơn. Giờ chạy vô các bạn, chạy vô tới chỗ nào mình dừng lại chứ giờ nước đang chảy dùng chút rồi, không có thấy đường. Biết đi tới đâu các bạn, để chạy đại nha. Nè, có tiếng cô nhà gì á. Ở đây thấp hơn nha. Cô ơi, cô có nhà không kìa? Nghe tiếng không, như cô không có nhà các bạn. Thôi giờ mình đi trở ra nha. Dạ cô. Dạ nghe tiếng cô mà con không biết cô bên này hay bên kia. Dạ tại nước này nhiều vậy hả cô? Các bạn sân cô mấy cái chậu cây coi như kỳ này ngập tiêu hết trơn. Dạ đây các bạn, cái sân này như cái lộ mần sau cao hơn phải không cô? Cái lộ mần sau cao hơn sân phải không? Nãy bước xuống xém té rồi. Dạ cũng may nhà cô mới làm các bạn, cái nền cô nhà cô còn cao nè, nhưng mà mấy cái bậc cấp mình thấy là ngập còn có 2 cấp nè. Dạ ở đây còn phường 10 hả cô? Dạ biết
Phía đây là sát sông luôn á hả cậu? À đây sông Bảo Định ha. Dạ. Bởi vậy con tưởng là sống ở thành phố ngon hơn ở quê. À, vậy ở đây thấy mấy cô cũng cực quá trời luôn. Bốn bề cũng nước không vậy nè. Giờ mấy cái cây này qua mùa này chắc mất sức dữ lắm. Nghĩa là cứ nước triều cường đầu tháng giữa tháng là ngập vậy hả cô? Hồi xưa thì có tháng 9, tháng 10 chứ giờ là coi như tháng nào cũng có. Tại dạ. Không đập á, ở đây thấp á. Dạ. Chứ đúng người ta nói là nước thường là tháng 9, tháng 10 nước đúng nó mới ngập. Tháng 9, tháng 10 mới ngập. Mà giờ nói chung là ở đây nước lũ quen rồi, chứ ngay tháng nào cũng bị rồi. Dạ, sợ cái này nói công sức mình dọn dẹp mất thời gian biết nhiều nói. À, thôi con cảm ơn cô nha, con chào cô. Con đi qua con thăm hộ khác đi. À, ba, chú. Quay những cái hộ nào nè, quay những hộ nào nước vô cái nhà ba. Dạ. Nhiều lắm. Con đâu có biết khu này, mới đi hỏi thăm mấy chú mấy cô chỉ vô đây đây. Dạ. Dạ, vậy để con chạy vòng qua đó. Đây các bạn. Qua đây anh chú nhà bên đây cũng vậy luôn nè. Ngập nền không anh? À, hồi nãy em lại em thấy sân ngập nước cũng linh láng hết trơn. Vậy còn cái nền hả anh? Không có cái nền nào. Vậy láng luôn hả? Các bạn nhà nào mà mới bằng sao thì đỡ một chút, còn không là vậy nè. Nhà anh đây cũng mới mà hồi đó mới chắc cũng cao hả anh? Sau này nước ngập. Dạ. Đây nè các bạn. Ngoài hành lang trong nhà dưới cái sân anh cũng từng lên lên ha. Cái thân lên luôn. Dạ. Đó, các bạn thấy là như thế này đây. Tường ngập lên một khúc vậy nè. Qua đợt này mấy tường này là nó bị tróc sơn hết luôn nè. À, cái ghế nửa ghế dán anh thấy đó, bạn thấy là tới trình dán này. À, mấy anh này giờ phải leo lên đó đứng vậy đó hả? Nó xuống tại vì không cho nó. À. Nó xuống nó lội từ nãy giờ mình thấy nó. À dạ, à, bắt lên nó đứng luôn vậy hả? Nghe, chịu luôn. À. Đây các bạn, xung quanh nè. Qua đợt này mấy cái dàn kiển của anh chắc mất sức dữ lắm nè. À, nghe nói đợt này là nước mặn. À. Rồi, thêm cảm ơn anh nha, chào anh nha. À, bây giờ mà bạn sang thăm một hộ gia đình khác nữa nha các bạn, tại khu vực xóm Đình. À, mình cũng rất là tranh thủ rồi, tại vì trời cũng sắp tối rồi. Dạ. Dạ, đã quay đi đường bên kia hết không? Dạ. Dạ. Có đường vô ha. À, để con quay qua bên đó đi. À, có cái cô đi nãy đỡ sợ mình đi nãy sợ không chết. Sợ chạy không biết hồi xuống Dũng không? Thấy đâu cũng nước không à. Ở đây ngã ba ngã tư vậy ạ. Đây là còn vô trong xóm mấy hộ nữa không chị? Dạ. À, cái đường này cũng mới vừa đổ lại các bạn nhưng mà cũng ngập láng hết trơn vậy nè. Bây giờ là mới rồng rồng rồi nó mới lâu vậy nè, hồi nãy nó bút trên nữa. Dạ, vậy là còn hồi nãy thì dữ nữa. Tối nay là còn chết nữa nè, tối nay không biết đi ngủ đâu luôn nè. Dạ. Đi ngủ bụi luôn. Mình... Ê, bắt quá gì sao không kéo đi lên lên cầu quá quy số mình đi vào lên chở hết mình không ra được. Ở bên đây còn mấy hộ nữa hả cô? Dạ.
Có cô nhà trong này không? Có cô nào nhà trong này không? Dạ. À, nghe cái cô nói là giờ nước ròng các bạn, nước ròng rồi nên là cũng dễ thấy đường hơn rồi nè. Ở trong đây cũng nhiều nhà lắm nha các bạn. Sẵn tới đây tính hỏi có cô nào ở đây dẫn đường đi một mình đi cũng sợ sợ trà lọt xuống mương hư cái điện thoại. À, trong đây cũng còn nhiều hộ lắm nha các bạn. Nhưng mình thấy nhiều nhà nào nước cũng ngập hết trơn. À, được một vài cái nhà bằng sau thì đỡ hơn. Đây các bạn, linh láng hết trơn vậy nè. Các cô nói là giờ nước đang ròng nè. Các anh chị nó chia sẻ mới đầu thấy nước ít rồi trận tát hồ tát hết nổi rồi bỏ luôn. Đây là nước đang ròng nhiều lắm rồi nha các bạn. Cô nói là ròng mấy tấc rồi nè. Lội vô mà không biết đâu ra nổi đây. Dạ. Dạ em quay YouTube. Thì cũng như đi quay YouTube dạ. Em đi quay YouTube vậy thôi. Như lên mạng. Dạ. Thì em thấy có nghe là nói là ở đây nước ngập thì em đến em ghi hình và em chia sẻ cho mọi người biết. Biết đâu thì một người nào đó người ta có tài thì người ta có thể đưa ra được cái giải pháp hay. Và mình sớm được khắc phục hơn. Thì nói chứ một cái công trình gì đó theo em biết thì cũng nặng nề lắm, tại vì nó cũng có mặt trái mặt phải. Giống như những người bên trong cống thì hàng ngàn hecta đất thì có lợi, nhưng mà số ở họ có nước tưới thì có lợi gì nữa. Dạ. Ở ngoài đây thì mình nước dồi dào nhưng mà cái bị ngập như vậy. Ở đây xung quanh như vậy các bạn. Giải phóng giờ 50% mới thấy cái này đó. Dạ. Ở đây các bạn, nhà của em trai bên đây là miếng vách đó mới xây hả con? Mới xây lên. À, rồi con thấy nước có vô không? Dạ nước nó rịn tượng nhà. À, rịn rồi họ lấy cái mo hút ra hay sao? Vậy đó. Nó xị vô đó. Dạ. Nói chứ nhiều khi em thấy vậy còn cực hơn nữa. Thà cái nền mình cao xong mình quét lùa ra dễ hơn, cái đó hút lại còn lâu hơn nữa. Nói gì? Dạ, nó hút lại cực hơn nữa. Đó, như bên đây nè, cửa là có cái cống mãi đó, có. Dạ. Thì nó có đường thoát, mình chú đâu có chỗ nào đâu có. Đỡ đỡ thôi, còn như là... Ở lộ đan mới làm sao à? Nên là ở lộ đam thì cao hơn nhà nữa. Hôm qua cái đợt nước ngập này là dọn dẹp rất là cực. Các bạn thấy nè, nhà chú mới vừa làm lại nè. Giờ rồng xuống cả tấc mấy rồi. Đó là vừa rồi mình chia sẻ với các bạn một số hình ảnh về trận triều cường gây ngập lụt ở khu vực thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang vào chiều ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2
năm 2024 âm lịch. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những hình ảnh về trận triều cường vào sáng ngày mai các bạn. Mình sẽ tiếp tục và chia sẻ lên cho các bạn cùng xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.